Mình xin chào tất cả các bạn. Bạn có muốn kê cao gối và ngủ kỹ mỗi khi trời đổ cơn mưa không ạ? Không biết thời tiết ở khu vực của các bạn thì như thế nào? Mình thì ở khu vực Hà Nội, trong những ngày vừa qua thì thời tiết mưa khá là nhiều, đặc biệt là có những trận mưa mang tính cục bộ, mang tính khu vực ở những khu vực Hà Đông hoặc là khu vực quận Thanh Trì thì mưa khá là lớn. Thì dẫn đến cái việc là có một số cái mái nhà, mái ngói, mái tôn đơn cử ở đây là gia đình nhà anh Hùng tại khu đô thị mới An Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, do chưa lắp đặt cái máng suối inox để hứng nước mưa cho cái hệ thống mái ngói của ngôi nhà, dẫn đến nó nhiều những cái vấn đề bất cập xảy ra đối với gia đình nhà anh Hùng này. Và ngày hôm nay thì chúng tôi tiến hành lắp đặt một cái máng suối inox để đưa toàn bộ cái nước của cái mái ngói của gia đình nhà anh đưa ra toàn bộ, đưa ra bên ngoài ngôi nhà. Do những cái trận mưa vừa qua thì toàn bộ ngôi nhà anh thì chỉ có một cái lối thoát nước, cái ống thoát vào hộp kỹ thuật. Trên đây là một cái khu gian thờ, ban thờ của gia tiên. Mỗi khi mưa gió, đặc biệt là về đêm thì anh ngủ không yên, do là mưa nước mưa nó bị ngập, nó tràn xuống các bạn ạ. Thì chúng tôi đã tiến hành tư vấn và lắp đặt để thu toàn bộ cái hệ thống nước của cái mái ngói cho gia đình anh Hùng, đặt cái máng suối inox để đưa toàn bộ cái hệ thống thu nước cho mái ngói của gia đình anh. Và anh chia sẻ là chắc là đêm nay trời có mưa thì anh cũng ngủ yên tâm và ngủ ngon rồi. Có bác nào có nhu cầu cần lắp đặt cái máng suối inox như hình thì xin liên hệ về với mái tôn A Qua nhé. Luôn luôn chào đón tất cả các bạn.